Trời, nó làm ngân hàng hợp tác xã đó em. Em ơi, nó làm ngân hàng hợp tác xã 7 triệu. Không đi đổ dấu luật khác gì đâu em ơi. Em mới mất làm tên chi nha nó chị. Bàn tép nhỏ 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 gì. Giờ phơi làm cái gì, ta hỏi mày. Giờ là người ta ăn cơm khô đây nè. Cái nhà con nào con lấy bự bằng ngón chân cái, ngón chân cái nè. Trời ơi, tiền đâu mà ăn cơm khô đi chị ơi. Nghèo thấy bà luôn nè chị ơi. Đâu ăn bàn tép nhỏ nhỏ làm cái gì. Ta cái đó cho gà cho vịt ăn chứ không người làm gì ăn. Ờ vậy á chị, ờ em cũng có kéo cách nhỏ nhỏ không mà mình ơi thôi chứ tiền ăn tôm khô chị ơi, tôm khô con nào con lấy bự bằng ngón tay cái là em làm gì có tiền ăn tôm khô. Trời ơi, nghèo thấy bà luôn, tiền nó ăn tôm khô. Nhỏ thiệt. Trời em gái, dạo này không thấy đăng clip hay là ra sớm mày chơi cho vậy. Ủa làm gì bậy bạ, chúng nó chửi gì mà sợ vậy em. Trời ơi, mấy bữa nay trời mưa nắng quá bệnh tới chị ơi. Chị cũng bệnh dữ lắm em ơi, chị bệnh muốn chết luôn vậy nè. Nè nè, trời ơi trời, mặt chị tái mét cái chân, thấy không trời ơi mặt chị tái mét mới biết, trời ơi không có đi đâu được hết trơn á, buồn gớt luôn mắt vợ à. Mình muốn xỉu lên xỉu xuống luôn. Chị nghe coi biết đâu xem sẻ nhau, chị cũng điếu thì nhiều xíu nè. Nói dài nói dai không ai nói thiệt, không có giống cái gì chị. Trời ơi em bệnh ghê chị ơi, trời ơi mưa nắng một cái nó hành em muốn chết luôn vậy. Trời ơi nó mệt mỏi gì đâu chứ, không có mừng ăn gì được chứ. Con còn khó mà ăn chứ chị ơi, bệnh gan nó khổ lắm chị ơi. Bệnh ngộ ghê. Ủa sao tao qua chơi mà mày đâu vậy? Tại chị cả vậy? Hả? Sao sao chị? Trời ơi, chị nói rồi hả? Miệng cứ nhăn tùm lên nên phải né chứ chị ơi. Né rồi miệng khóc quá. Hả? Ta nói nó chán không muốn nói luôn. Ủa chưa gì chưa trời. Mày ngủ tới giờ này rồi chưa trời chưa trật thì mới dậy. Vô con cơm nè con quỷ nhỏ. Ừ tao đang ăn cơm cái gì vậy má. Vô con cơm thì mày ăn cơm cái gì hồn chiên ngon chút nè. Thôi con ăn cái chiên đâu, cái chiên mà chiên chiên ngon hơn cá. Chưa uống tí là cá chiên ngon chết không ăn. Đi ăn gì, ăn gì, ăn cay là ăn gì. Ăn cá chiên bỏ con cơm á. Má mày nói. Ờ dễ, tao dễ mày ơi. Má ăn cơm gì má. Tăng mày có đuôi không mà nói vậy. Má kêu nữa nè. Cá chiên hoài vậy. Nữa gì mà nữa. Cá chiên là qua ăn không hết nên chiên mà ta ăn. Nữa đâu muốn tiền của bạn mua đồ ăn nữa mày. Mày, chứa nó mày. Ôi bộ mà. Trời tao dễ mày ơi. Không ăn coi nào đâu. Nó ăn cơm gì nữa. À, nó đổi món rồi. Ăn cá rồi. Cá ăn gì vậy? Trời ơi, nghe cá lắm luôn mà không ăn cá. Bữa nay nó bụng chết nha. Ăn chiên hoài nó ngán thôi. Ăn cơm cá rác nè con. Khác nhau có gì đâu. Chiên với rác nó khác nhau mày hiểu không? Khác là chịu rán đó. Không ăn đâu. Mẹ ăn thôi à. Trời ta dễ mày ơi. Mẹ ăn rồi nè. Cháu chán chịu. Nè cá chiên thôi mà. Hay là cá rán. Cá chiên đâu ăn hoài. Tiền đâu mua cá thì ăn hoài. Trời ăn cá cái này. Vậy ăn cái gì vậy? Cá to nè. Cá điêu hồn có lạc ngon lắm. Vô đi ngoài ăn đi. Ăn thì ăn. Mệt chết luôn giờ. Cái ăn cái ai? Cái ăn cái tao mày. Trời ơi xin lỗi. Ăn tôi đóng cửa cho con. Ủa má đâu về vậy? À nó đi xúc với nó bắt được mấy con cua nè. Về được không? Đâu có được con nào không? Cho con coi với coi. Thôi 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 dùm con đem nội con. Nó cột dây nó kẹt là mở càng đi con. Không có lỡ ra được đâu. Ờ đâu đâu có lỡ gì trời đất ơi. Đâu chỉ có lỡ gì. Chú con. Trời đất ơi má nó bắt tàn gì xúc que nhảy động chân. Vậy mà nó giữ. Nó giữ được nào nữa. Một tiếng sau. Hơn đêm nay buồn nào hơn đêm nay khi ngoài coi thử cái coi.
Khi bạn có đứa con còn tệ hơn vợ thằng đậu. Lấy tao miếng nước cay mệt chết vậy. Đồ ra lặt mà cái bông sữa đũa nè. Mà con đâu có biết lặt mà cái này đâu. Không biết làm gì trơn, mày coi tao nè. Mày lặt bỏ cái phần này, bỏ cái phần bông trên đây, rồi xong rồi bỏ luôn cái phần nhị bông. Vậy là xong rồi. Cái đâu mà không biết à. Mà coi 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 còn bông nhỏ bông vàng sao má. Thì cái đầu nhỏ quá mày bỏ, còn cái nào mà già quá thì mày dùng đó. Thôi lấy à. Bông này nhìn héo quá, chắc già. Bông này nhìn tươi mà cái này bị đắp dùng. Hai cái bông này chưa nở, chắc còn non dùng. Ủa mày đi cắt cỏ vậy rồi hả? Tao xong rồi. Còn nè, mắt cái bông sữa đổ xong chưa? Tao có mặt rồi. Đem ra để tao nấu canh, tao đi rửa tay cái. Nè má ơi, được như đây. Gì mà tao lấy lắm mà còn có lấy cái bông vậy? Ủa chứ không phải nó kêu con nào non nào vàng giật hết hả? Ủa chị qua chơi hả? Ơi ăn cơm không? Em đang nấu cơm nè. Chúng tao qua hỏi mày có tết nhất có nơi mà không biết có bác sĩ nào hay không. Tự nhiên cái cổ tao nó nặng dễ sợ luôn vậy trời ơi. Nhức cổ nhức lưng. Không biết tự nhiên nó nặng dễ sợ luôn. Không biết sao tì cục nó nặng quá trời nặng luôn. Chị nè nè, em cho chị cái bơm này chị về chị ăn đi chị. Cái này nó hợp với chị lắm. Thôi tao không ăn bơm nữa, thích ăn quýt hơn. Mà tự nhiên cái cổ nó nặng quýt trời nặng luôn. Quýt cam vậy chị ơi, quýt cả giường kìa. Nhưng mà bơm nó mới hợp với chị. Chị ăn bơm nó mới hợp chị ơi. Ủa đám trời ơi, trời trưa nắng muốn chết luôn. Mày làm gì mà mày xuống mà mò cái gì vậy? À chị qua chơi hả? Em đi xuất tép về làm đồ ăn trưa mà chị. Trời ơi, tép ta tép tôm ăn vỏ không gốc làm gì đâu. Tao ở nhà tao ăn tôm càng xanh rong ở tép. Ủa ba tép quỷ gì trai mà ăn mày ơi. Em đem thấy mò mấy tép nhỏ nhỏ vậy không trời á. Trời ơi, con tép nhỏ nhỏ xíu à. Trời ơi, ăn uống được vậy đó trời đất ơi. Tép nhỏ vậy mà đủ ai ăn, ai nhịn buồn gì đâu, không có được tâm càng như người ta. Cảm ơn cho ta xin con thỏ. Trời ơi, cua biển nó rẻ ghê, rẻ thúi. Cũng mấy trăm ngàn ký. Tao mua một lần 10 ký cho ăn vậy mày. Ở đó ăn cua đồng, cua đồng thịt thà gì đâu mà ăn mày ơi. À chị ơi, em đâu có tiền, em đâu có giàu sang mà em ăn cua biển, cua đà ơi như chị. Em đây chị em ăn cua đồng mà chị ơi. Cua đồng của em không mà chị ơi, đâu có cua biển, cua sang như chị. Hồi sáng ra đồng bắt con cua nhỏ nhỏ về ăn chứ đâu có tiền giàu sang như chị ăn cua biển chị ơi. Xin thêm con nữa nha. Gần 1 triệu tim thấy không? Đồ cổ phục Việt Nam mình cũng đẹp lắm chứ bộ. Nhưng mà hôm nay mình sẽ không làm công chúa Việt Nam nữa đâu. Hôm nay mình sẽ làm hoàng hậu. Mình sẽ làm hoàng hậu Nam Phương nha. Nhớ thả tim cho hoàng hậu nha mấy đứa. Ừ là trời, được 10 triệu follow rồi. Mà hứa rồi, 10 triệu follow thì tôi sẽ bận đồ gì? Coi đi biết, ai rảnh đâu nói. Nhớ tìm video cho tôi nữa nha. Giờ này mà còn chuyện thái ư, gọi cấp cứu lên nghe cho hoàng thượng. 115 alo nhắc mấy tấn mạng của chàng xinh đẹp như nghe lùi. Xếp cho chàng văn phòng thật đẹp, cùng y tá là vài mà cô. Quay đồ cổ trang Trung Quốc liền đi. Đợi xíu tôi dọn bàn thờ tao chống chống mày lên ngồi luôn kìa, cho nó dễ. Kêu quay đồ cổ trang Trung Quốc hoài mà không quay bỏ follow. Này ra trùng dịch ngồi chơi luôn đi cưng. Nói chứ chị cũng sẽ quay đồ cổ trang. Nhưng mà chị quay đồ cổ trang Việt Nam, ở Việt Nam chứ mà ở Trung Quốc đâu. Mỗi khi tôi ôn bài. Trời ơi, chuẩn bị ôn thi tới rồi mình ngồi coi truyền hình quay hả? Giúp bài coi. Không biết rồi, giúp bài liền. Thôi làm toán trước đi. Bình Phương, nhóm với Bi. Sinh thì sinh cốt, cốt sinh cốt thì cốt, cốt sinh sinh dấu trừ. Hả?
nó thấy chưa, mới đụng cà kinh xíu rồi bỏ xuống rồi. Nó đi gọi đi kìa, đại mẹ trống kìa. Khoan nhìn nó thôi em. Bằng tuổi mày á, mày làm được cái như chị này, còn đại học không cũng xong. Quá dễ hơn toán nhìn cũng hiểu chứ. Đồng cộng HCL thì sẽ không diễn ra phản ứng, bởi vì là đồng. Bỏ cái này xuống cầm kia lên, chưa được 2 giây nó bỏ liền. Chắc mê lắm mày, mê thì thổi, mê chuyện anh chống lắm cái gì. Thôi đâu quỷ mong đến đó, dẹp bóp bê đi, nấu học tiếng Anh cho dễ. Anh khoai. Trời ơi, tôi nói kìa, đụng cái điện thoại là con mắt sáng trưng, sáng rỡ, đụng đóng tập là kìa, cái bạc kìa. Cái bạc y chang như bò nghe vô vậy. Hả? Ông tôi mới đọc thử đây. Trời ơi, tao cái quỷ gì vậy, tao mới học lớp 3 tao làm được, mấy người coi. Lại là cái phủ định của phủ định. Thông qua cái phủ định trung gian là cái phủ định. Và so với cái... Thôi nè, tự học đi. Ủa, sao nói chị con? Tao cho mày tiền ăn, tiền học, ai rảnh nó mà chỉ, tự học đi mày. Trời đất quỷ thần ơi, con cáo bây giờ nó lộng hành trên TikTok quá trời rồi. Tao phải thả Pokemon ra ngăn chặn nó lợn mới được. Mà nhớ thả tim cho con Pokemon của em nha quý vị. Sao về rồi ấy, chị mày đâu? Chị hai đi phía sau kìa. Mà hôm nay nó thi rồi rồi, chừng nào có điểm cho vậy tao coi này. Đâu có, trời ơi, đâu có đâu, đâu có đâu ơi. Không có đâu mà, nó duyên phát rồi, nó xạo má nó nghe nói ra cho đây điểm nó thất dụng. Nghe nói đứng đừng chót lắm, đừng má thử cái liền má. Cua ra liền, nhanh lên, cua ra liền. Biết rồi. Năm gự, sao, sao gự, học sinh trung bình. Đó, nó thấy chưa, trời ơi, nghe nói hả, đi học đâu, đi học đâu ba. Nó là đi chơi không mà, không học bài, học hành gì trơn á. Đâu có, nó đâu chơi với em đâu. Tao nói cho mày biết nha, mày mà học không đàng hoàng tao cho mày đi bóc bọc cho mày coi. Mày biết cái tôi khổ với tao chứ tiền thế nào. Ừ, cái còn mày sao? Thôi rồi nè, con có lì lợn như nó đâu, bây giờ điểm có cao đó, nó đừng có lo. Lấy chị mà học hành đàng hoàng không, nó có sợ như mày. Ngu như gì vậy? Hả? Giọng ca vàng trong gió đi vào, giật sang một bên hết đi nào. Là quê phường tầm này là tầm thường, ở đây mới là thiên đường. Hả? Ai vào? Chị ra tới cái đất Hà Nội chị để khoe cho em bộ đồ thôi chị. Trời ơi, chị giác cái xác cái thay. Chị ra tới đây để khoe tinh mai bỏ dài lắm đó nè. Rồi sao mày đi suốt ngày suốt đêm vậy đó. Rồi lấy cái gì mà lấy đồ Tết mà bận, lấy đồ Tết mà sắm sửa. Em cũng đang đặt 10 bộ về bận chứ chơi 10 ngày Tết. Trời ơi, chắc ai kia bận đồ cũ á ta ơi. Ta nói gì đó, chịu không chịu thôi, buồn chịu. Trời ơi, xin lỗi chị ạ. Em mới không đi chợ đi chị. Ở nhà cầm cái điện thoại lên lướt lên Lazada. Tao mua ầm và phà. Gì mà không có. Trời ơi, mất công đi chợ đi ơi, nhìn tới nhìn lui. Ủa, vậy hả? Trời ơi, biết gì tôi lên Lazada đặt tôi nhanh luôn. Ở đây hả, đặt ngay hả? 4-5 tháng trời mới được bỏ án tức ghê à. Trời ơi, Lazada nó sẽ bầm ầm ầm ầm, chị ơi, nó sẽ trà tá luôn. Ở đó mình mua sắm online thời đại 4.